Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã tổ chức hội thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2035. Tại hội thảo, nhiều vấn đề quan trọng đã được đề cập như việc tổ chức kênh phân phối truyền thống và hiện đại, các phương thức kinh doanh, kết cấu hạ tầng thương mại, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phù hợp với tính chất, v.v. trong quản lý xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, đảm bảo nâng cao vị thế của các doanh nghiệp trong nước. Thông qua hội thảo này, Bộ Công Thương sẽ đúc kết những ý kiến hữu ích từ phía các chuyên gia nghiên cứu, đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng như từ phía cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng một chiến lược bảo đảm tính toàn diện trên phạm vi rộng, bao quát được hết những vấn đề cơ bản trong phát triển thương mại trong nước.